Rồi, xin chào anh em nhé. Giờ mình giới thiệu cả cái máy này nữa. Càng về nhiều nên là mình cũng lên nhiều clip đấy. Cái máy này thương hiệu của nó là Salo nhá. Nó nhìn trông nó hay hay nên là mình cứ quay nó lên. Con này hành trình của nó là tới nuôi là 15,7 cm nha. Đây hành trình tới nuôi của nó 15,7 nha. Còn cái hành trình của nó ở đây là cũng 15,7 phân. À, không phải đây. Hành trình của nó có 12 thôi. Hành trình của nó 12 thôi nha. Còn cái này kẹp được 13 thôi nha. Bỏ cái cao su này ra, cao su này nhựa cũng không biết. Cao su thì là cao su cứng, mà nhựa thì lại cũng là nhựa đen á. Cái này nó có chạy về hành trình lên xuống là mang cá, hành trình qua lại cũng là mang cá nha. Xem bộ chơi đi, kiếm một bộ xem có cái gì ăn đi. Hành trình qua lại này nó hơi chặt, mình sẽ vệ sinh cho nó nhẹ hẳn nhá. Ai mua thì mình sẽ vệ sinh lại nhá. Con này mình vệ sinh chưa được, ở đây nhẹ này. Đó, mình sẽ vệ sinh lại cho nó nhẹ nhàng hết cả 4 chiều nhá. Hành trình này thì nó được có ít à, được có 6-7 phân à, 6-7 cm nha, 6 hoặc đến 7 cm nha, chỉ được có ít à. Mình nói luôn là cái này nó bị hỏng cái dây cót ấy, cái dây mà tự động lên ấy, nó bị hỏng nha. Anh em về cái này có chế cái đẩy hơi tự động á, chế cái ben hơi vào đó. Cái này nó không tự đẩy lên được nữa nha. Các cái máy nào nó tự đẩy lên được nhưng cái máy này nó không đẩy lên được nha. Đây này, cái dây quát của nó bị hỏng này. Mình không có sửa cái này nên là mình cũng để ý mà mình không có thời gian mình sửa. Anh em chế được cái ben hơi vào đây, lên xuống nhẹ nhàng. Đấy. Thử than không đánh lửa nhá. Tốc của nó là có 800 vòng trên phút rồi nhá. Nó qua chuyển tải bánh răng xuống đây nhá. Con này là mình bán với cái giá như hiện tại bây giờ là nó không có cái tay quay này, mình sẽ kiếm tay quay ra này. Thì với cái giá là 2,7 triệu nhá. Con này khá là nặng nhá. Con này nặng chắc phải tầm độ khoảng gần 30 kg á. Qua lại nhẹ nhàng hết nhá, mình sẽ vệ sinh cho nhẹ nhàng hết như này luôn nhá. Đó. Máy này. Nó có hình thức như này. Thương hiệu là Salo. Đây là cái ống thổi hơi, nó mất cái
cái đường ống dẫn dẫn để mà thổi cái bụi như rồi nhá. Không á. Con này mình sẽ làm cho cái sơ mi để anh em làm được cái đục như là thông thường của Taiwan nhá. Đó. Mình sẽ làm cho anh em cái mũi đấy là với cái giá mà đã làm cả sơ mi rồi là 2,7 triệu nha. Anh em mà mua này thì cứ alo trực tiếp cho mình nhé. Còn cái số máy của 636 kia thì là về mua về hàng khác nhé. Mua cái máy này thì alo trực tiếp cho mình số điện thoại là thì mình ghi ở trên máy rồi nhé. Cứ thế mà alo cho mình thôi. Không mất cái tự động đẩy lên rồi. Anh em về chế cái này, về chế cái ben hơi đẩy lên đẩy xuống. Cái này hàng hàng siêu tầm đấy. Cái này mình thấy nó hay hay mình mua về. Cái bàn vang của nó đó. Có vang đầy đủ, tay quay qua lại nhẹ nhàng hết nha. Rồi xin chào anh em nha, cứ liên hệ trực tiếp với mình nha.